bạn cần người phụ nữ đó như thế nào? À, thưa chị là bạn xinh một tí này, giống chị Lê Lộc chẳng hạn, giỏi, chăm chỉ. Chị có hết luôn á. Chị có hết luôn á. Chào cô gái đầu tiên, bạn tên gì ạ? Mình tên là Võ Lê My, công việc hiện tại của My là ca sĩ. Em sinh năm mấy? Dạ 95 ạ. Ừ, vậy bạn bằng mình. Giống một cái là ế đều. Đâu nở đâu. Bạn nhắn với nửa tần số của My là: làm người yêu em nhé baby, rồi làm chồng em nhé baby. Trời, làm người yêu rồi làm chồng luôn. Vậy là quyết định nếu mà tìm hợp là tiến đến hôn nhân luôn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Từ lúc mà em nghe tới tiếng của hai anh thì em tự phát hiện ra mình có một cái siêu năng lực rất là đặc biệt. Năng lực gì vậy bạn? Dạ đó là siêu thích anh. Siêu thích anh. Vậy có sẵn sàng làm nail, chăm sóc móng tay, móng chân cho chồng, cho con, cho dạ người yêu không? Dạ có. Tại vì người đầu tiên em sẽ làm đó là em sẽ lôi chồng em ra làm trước. Mình cũng chán thả thính rồi. Các anh cưa đi em đổ liền. Trời ơi. Bây giờ mình sell ốp cuối năm hay gì vậy em? Món nào là sở trường của em nhất? Anh muốn ăn món gì em nấu không được hết trơn á. Anh thì thích những món miền Tây. Theo cái khẩu vị của anh á thì em nghĩ là sẽ thích một chút gì đó nó hơi ngọt ngọt đúng ngọt không? Ngọt ngào, đúng rồi em. Dạ. Mốt về nấu chè cho đơn giản. Để coi số lượng anh. Anh yêu. Wow, thấy rồi nè. Chưa kịp xóa hả em? Không có. Anh yêu đó là ba của em á. Gọi cho anh yêu liền nè. Alo. Ba ơi. Có điện cho ba hả? Ba phải ba con không? Ba phải ba con không? Ba phải ba con không? Phụ huynh hoang mang đang đi xe ngoài đường. Tự nhiên con mình nó gọi phải. Ba phải ba con. Dễ thương rồi, anh tin em. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.